Xin chào các bạn, sắp đến 20 tháng 10 rồi. Thì không biết các bạn đã có một cái món quà nào dành tặng các bạn gái chưa? Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mẫu nhà nó tuyệt vời như thế này. Đây là mẫu nhà mình rất là thích vì cái cách trang trí của nó. Kiến trúc thì cũng không phải là quá phức tạp nhưng mà các bạn có thể làm nó rất là đơn giản. Đấy, không quá khó để làm cái mẫu như này các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Thì đầu tiên thì chúng ta cần có một cái bản vẽ như này thì mình đã thiết kế giúp các bạn rồi. Đấy, thì là đây là những nguyên liệu cần thiết để làm. Tất cả những nguyên liệu này thì mình đều có bán trên website nhatamchideap.vn, thì các bạn có thể xem dưới phần mô tả để đặt hàng. Đấy, cái bản vẽ này thì có số, thì bạn nào mà không thích in ra thì mình có thể vẽ lại. Mình cũng vẽ rất là chi tiết và có số rất là đầy đủ rồi. Thì các bạn cứ tạm dừng video lại và xem các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ cắt ra. Bạn nào mà không thích dán trực tiếp tăm lên giấy như này mà chỉ muốn làm tăm không ấy, thì mình có thể dùng cái nghĩa là mình sẽ dùng cái bản vẽ mình vẽ ra, hoặc là mình in lại rồi mình sẽ dùng cái băng dính và sau đó là mình sẽ dán lên cái mặt bản vẽ, và mình sẽ dán tăm lên thì nó sẽ không dính vào cái bản vẽ. Thì các bạn sẽ làm như vậy, nhưng mà kiểu đấy thì nó sẽ khó làm hơn một chút. Thì với những bạn mới làm ấy thì mình nghĩ là các bạn nên làm như này. Đấy. Còn bạn nào làm quen rồi thôi các bạn có thể làm kiểu khác. Các bạn tăm ở đây mình sử dụng là tăm loại 1,8 mm các bạn nhé. Tăm này đường kính bằng tăm nhọn hai đầu mà chúng ta vẫn sẽ răng hàng ngày đấy ạ. Các bạn dùng keo 52 dán lên. Đó, sau đó là chúng ta sẽ dùng kéo để cắt lại. Cũng khá là đơn giản thôi. Mình nghĩ là với những bạn mới làm thì cái mẫu này cũng khá là ok và mình thấy nó rất là đẹp. Các bạn mới làm thì thời gian làm thì sẽ mất khoảng tầm, nếu mà tính tiếng thì sẽ khoảng mất tầm đến 10 đến 15 tiếng với những bạn mới làm. Còn các bạn nào mà làm quen thì có thể làm nhanh hơn. Đó, đây là chúng ta sẽ có hai cái miếng của hai bên nhà ở giờ thứ nhất. Đó, tiếp tục đây là cái phần hai cái miếng ở mặt sau các bạn nhé. Cái này thì mình sẽ vẽ mỗi bên một ô cửa, mỗi tầng mỗi cửa. Cái này là cao nhà, mỗi tầng là cao 7 cm các bạn ạ. Nghĩa là mình chưa tính phần mái đấy. Còn cái diện tích của cái nhà này là khoảng 30 x 30, cao khoảng tầm hơn 20, tầm 23 gì đó. Tiếp tục đây là ô cửa sổ. Cái này thì mình sẽ làm một cái viền mỗi cửa sổ mình sẽ có một cái viền bạn nhé. Mình sẽ dán tăm ở phần trước để cho nó nổi lên. Đấy, các bạn có thể thấy cửa sổ thì cũng làm cũng khá đơn giản thôi. Đấy, các bạn cứ nhìn video thì các bạn thấy nó cũng rất là dễ. Các bạn chú ý cho mình nhé, lúc các bạn mà dán những miếng tường xong như thế này, các bạn mà chưa kịp làm ấy thì các bạn nhớ đặt lên một cái mặt phẳng nặng để cho nó đỡ cong các bạn ạ. Khi nào mình lấy thì mình lôi ra làm, khi dựng lên rồi thì nó sẽ không bị cong nữa. Đấy, các bạn chú ý cho mình. Đấy, đây là lưu ý kinh nghiệm này để mình chia sẻ với các bạn để các bạn làm có thể nó dễ hơn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có được những cái này, những cái miếng tường như thế này. Bạn có cái hai cái mũi khoan kia, thì bạn nào mà không có khoan thì các bạn có thể lấy một que sắt nóng, các bạn đun nóng lên các bạn dùi các bạn nhé. Đường kính của nó là 5 mm các bạn. Cái này là vừa nhét vừa cái lỗ bóng đèn LED mà chúng ta sử dụng, cái LED nháy ngày Tết các bạn nhé, cái treo cành quất cành đào đấy ạ. Đây là phần dựng nhà, thì các bạn cứ dựng từng miếng tường và các bạn căn thật chuẩn các bạn nhé. Nếu bạn nào thấy khó khăn thì chúng ta có thể dùng bút chúng ta vẽ thẳng ra rồi chúng ta dán tường. Đây là miếng vòm ở phía trước, cái phần cong cong đấy ạ. Các bạn chú ý nhé, cái này là do mình viết cái số 30 cm nên là lên miếng gỗ, nên là mình không muốn nó lộ bên trong ấy, thì mình làm thêm cái phần nền của bằng cây kem chứ các bạn không cần làm đâu. Đấy, cái này cái phần tăm uốn cong thì các bạn muốn uốn uốn tăm ấy thì là các bạn sẽ bẻ một tí một tí một, hoặc các bạn cầm cái bật lửa ấy, các bạn đốt hơi lửa qua một chút cho nó nóng lên và chúng ta sẽ dùng tay các bạn uốn thì nó rất là dễ. Cái này thì chúng ta cần vẽ thêm một miếng giấy nhỏ nhỏ các bạn dán các bạn nhé. Đó, tiếp tục thì chúng ta sẽ được cái phần mặt trước như thế này. Đây là que đè lưỡi các bạn ạ. Que đè lưỡi này thì các
các bạn có thể tìm được ở, nếu mà các bạn không mua bên mình thì các bạn sẽ tìm ở những cửa hàng y tế, thì họ cái que này gọi là que đè lưỡi, que gỗ đấy. Đó các bạn, đây là loại tăm to hơn một chút, tăm tăm xiên các bạn nhé. Đây tăm loại tăm 2,5mm, thì chúng ta sẽ làm cái phần mái cho cái phần hiên, bên mặt bên trái. Đấy, cái này chúng ta có thể vẽ thêm một chút vào đây. Đó, cơ bản thì phần này cũng không quá lâu, các bạn làm chỉ mất khoảng tầm vài tiếng là xong rồi. Đó, mình sẽ giới thiệu qua về cái bộ nguyên liệu của bên mình các bạn nhé. Bộ nguyên liệu thì hiện tại bên mình đang bán bộ nguyên liệu này đầy đủ tất cả các nguyên liệu sẽ là giá là 450.000 các bạn nhé. Thì các bạn có thể đặt hàng ở phần mô tả ở trên dưới video các bạn ạ. Thì trong cái bộ nguyên liệu này mình sẽ có đầy đủ tất cả các nguyên liệu. Thì bạn nào quan tâm cụ thể hơn thì các bạn có thể qua website của mình xem. Chi tiết mình có để dưới cái phần sản phẩm đó, thì mình sẽ liệt kê tất cả các nguyên liệu trong video. Thì cơ bản thì là sẽ có đầy đủ tất cả các nguyên liệu các bạn trong video. Và ngoài ra thì có những đồ trang trí trong video thì mình sẽ có đầy đủ cho các bạn. Bản vẽ mình cũng in sẵn rồi, thì các bạn làm nó rất là dễ. Với một bộ nguyên liệu đầy đủ như thế này thì các bạn sẽ làm được một cái mẫu nó rất là tuyệt vời. Còn nếu mà chúng ta làm đơn giản hơn thì cũng được thôi, thì các bạn có thể tự tìm những nguyên liệu cho mình. Đó, sau đó thì chúng ta có thể, đây là phần tiếp tục quay lại video, thì đây là phần các bạn làm phần hàng rào các bạn ạ. Hàng rào thì chúng ta sẽ dùng cái kem và chúng ta sẽ làm những cái cột trụ như thế này. Cột trụ này để chúng ta cho đèn chui vào các bạn ạ. Đó, cái cột này cao 3,5cm các bạn nhé. Đây là cái dây đèn LED, cái dây đèn này thì chúng ta có thể, đây là cái dây mà ngày Tết thì hay chúng ta hay treo cành cốt cành đào đấy ạ. Cái này thì cắm điện trực tiếp bạn nhé. Đây là những cái phần bịt đầu đèn, thì các bạn nếu các bạn đấy, các bạn cái này đường kính là 5mm các bạn ạ. Đó, thì chúng ta có thể dùng, các bạn có thể dùng cái que nóng để hơ này, hay là nếu mà không có thì chúng ta sẽ sử dụng giấy các bạn nhé, giấy bìa cứng ấy, thì chúng ta dùi thì nó dễ hơn. Đó, bạn nào dùi được cái này thì bằng kéo thì cũng được. Đấy, các bạn dùi nhẹ nhẹ thôi, miễn là sao cho đèn nó chui qua được là được. Bàn ghế thì làm một cái kem thì làm đơn giản như thế này. Bạn nào mà khéo tay thì chúng ta sẽ làm nó đẹp hơn. Với cái mức độ dành cho người mới làm thì mình chỉ làm tất cả những cái mà những bạn mới làm có thể đơn giản để các bạn dễ làm nhất. Đây là cầu thang thì các bạn có thể làm bên trong nhà cho nó đẹp hơn. Đấy, phần cửa này thì các bạn thiết kế thêm. Đấy, các bạn cứ nhìn theo video của mình, các bạn có thể làm được một cái sản phẩm nó khá là dễ dàng. Đấy, đèn thì chúng ta đi kiểu gọi là đi kiểu như kiểu là cái ống điện ở trong nhà các bạn nhé. Đấy, phần đi đèn bên trong thì các bạn đừng quá quan trọng đi như thế nào, thì các bạn cứ nhớ rằng là chúng ta sẽ đi đèn vào bên trong nhà và đi làm sao cho nó đỡ lộ dây là một này, thứ hai là các bạn đi được xung quanh được cái nhà, và chú ý là các bạn đi đèn làm sao cho nó gọn gọn một chút là được. Đấy, vậy thôi. Chứ còn bên trong thì các bạn nghĩa cái đèn này thì nó đã nối sẵn rồi thì mình không cần phải nối, thì mình cứ đi làm sao cho nó gọn dây được. Đấy, vì thứ hai là các bạn đi làm sao nhìn cho nó hợp lý. Đấy, thế thôi. Chú ý là những cái gần cái cửa thì chúng ta nên có đèn thì nó sẽ sáng và đẹp hơn. Đó, chúng ta sẽ làm cái hộp đựng hết cái đèn thừa như này. Nó có một chút thôi nhưng mà chúng ta sẽ đựng hết vào đây và cho một cái dây đi ra ngoài. Đấy, đây là phần trang trí bên tầng 2. Đấy, trang trí cũng đơn giản thôi, có một bộ bàn ghế và một cái giường. Đó, phần này thì các bạn làm phần úp phần cho cái vòm ấy, thì chúng ta sẽ đánh dấu như này. Cắt cái phần này ra và dán tăm lên. Đó, cũng khá đơn giản thôi. Đây là cái phần mái của cái vòm này. Thì cái này là khoảng dài khoảng 1,5cm. Đấy, các bạn có thể làm dài hơn một chút được. Đến phần mái thì các bạn lấy cái tăm bạn các bạn bẻ bạn đo theo cái mái này nhá. Thì chúng ta sẽ làm
thành một cái khung, một cái khung như này trước. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dùng que đè lưỡi và chúng hoặc là que kem đều được, thì chúng ta cắt vát đi rồi chúng ta sẽ gắn lại. Các bạn lưu ý nhé, que kem và que đè lưỡi ấy, khi chúng ta sử dụng ấy thì các bạn mà có miếng dây giáp thì các bạn có thể mài qua cái đầu ấy cho nó phẳng hai đầu, thì lúc ghép lại chúng ta sẽ nó sẽ phẳng và nó sẽ sát nhau thế này hơn. Đấy, cái này thì mình cũng mài qua rồi, cái này thì mình không có dây giáp, mình mài tạm bằng viên gạch thôi. Rồi sau đó thì bây giờ thì chúng ta dùng cái, đây là tăm to ấy các bạn nhé, tăm 2,5. Đấy thì chúng ta sẽ vót một nửa ra. Thường tăm mình hay vót các bạn nhé. Các bạn thấy nó vót thì nó sẽ dễ dính hơn và nhìn nó đẹp hơn. Đấy chúng ta sẽ dùng sơn. Cái chổi thường cung cấp, cái chổi mình cung cấp cho các bạn thì thường nó hơi to, các bạn có thể cắt và chúng ta sẽ dùng cái dây chun các bạn buộc vào cái que như này các bạn nhé, cho nó nhỏ lại, quét cho nó dễ. Và lưu ý khi các bạn dùng sơn thì các bạn phải đánh thật kỹ lên, muối thật kỹ lên. Cái sơn này thì không, các bạn không cần phải pha mà muối thật kỹ lên thôi. Và lưu ý là khi các bạn quét thì quét vừa phải thôi, không chắc chắn nó sẽ chảy. Thì các bạn quét ít một thôi, và mới làm thì các bạn làm thật từ từ thôi. Cái riêng phần sơn thì làm thật cẩn thận. Không may là rơi xuống tăm thì chúng ta sẽ bị nó sẽ bị loét và chúng ta rất là khó sửa. Cái này gần như là không sửa được. Các bạn chỉ có thể đợi nó khô rồi các bạn dùng cái con dao các bạn gọt gọt cái phần đấy đi thôi. Các bạn làm xong nhớ lúc sơn nó chảy thì các bạn dốc ngược cái nhà xuống các bạn nhé. Đây là thảm cỏ vô hình, thì các bạn sẽ dùng keo 52 để dán. Đấy các bạn đo các bạn nhé, đây mình đo cái này, mình sẽ nối thảm. Nghĩa là miếng thảm nó sẽ không vừa kích thước thì chúng ta sẽ nối thành nhiều miếng nhỏ hơn. Đó. Cái này thì các bạn cắt một cái vòm ngáng cái vòm trước, xong các bạn vẽ lại cái phần ngoài. Đấy nó cũng khá đơn giản thôi. Video mình cũng quay rất là chi tiết. Với cái video này thì mình cũng quay khoảng tầm 300 video nhỏ, thì nó rất là nhiều cảnh. Để ghép lại một thành video nó chỉ có hơn chục phút như này thôi. Thì hy vọng các bạn ủng hộ mình. Video này mình quay cũng, chất lượng cũng khá là tốt. Thì các bạn cũng thấy nó sáng hơn những video cũ rất là nhiều. Đó. Đây là cái cổng các bạn ạ. Cổng thì mình sẽ dùng cái tăm 2,5, các bạn cuốn 8 cái tăm nhỏ xung quanh lại và làm cái cổng như thế này. Nó cũng khá là dễ làm thôi. Tiếp theo thì chúng ta phần trang trí phần sân vườn. Trang trí thì chúng ta cũng có rất là nhiều cách, thì các bạn có thể thoải mái trang trí. Mình đây là cách, nhưng mà nếu bạn nào mới làm thì có thể làm theo cách của mình. Cách này thì cũng khá là đẹp. Cây ở đây thì mẫu này mình dùng rất là nhiều cây. Đó, cây thì mình sử dụng keo nến để gắn các bạn nhé. Đấy. Nếu bạn nào mua bộ nguyên liệu đầy đủ thì sẽ có tất cả những cây như thế này, rất là đầy đủ để chúng ta làm một cái ngôi nhà nó rất là chuyên nghiệp luôn. Đó, video đến đây thì cũng gần hết rồi, thì hy vọng các bạn thích thì nhớ cho mình một like và đăng ký kênh, nhớ bấm cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình. Với những video tiếp theo thì mình cũng sẽ làm nó rất là cẩn thận và chu đáo như thế này. Đó, thì bạn nào ủng hộ mình có thể cho mình chia sẻ lên Facebook. Nghĩa là chúng ta sẽ copy cái link và dán lên Facebook. Đó, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà có ý kiến đóng góp thì các bạn để dưới bình luận, mình sẽ xem và sẽ xem ý kiến của bạn và sẽ sửa những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.